Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt sẽ cùng bạn tìm hiểu cách sử dụng chiếc nồi cơm điện của hãng Lock & Lock. Đây là chiếc nồi cơm điện cao tần, có dung tích là 1,5 lít và công suất là 1.300W. Mã của nồi này là EJR546. Và đóng gói thì chúng ta sẽ có phiếu bảo hành đi kèm này, kèm theo là sách hướng dẫn sử dụng. Cái này có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt nhưng các bạn cũng rất là dễ dùng. Tuy nhiên thì do là dòng nồi cơm khá là hiện đại với nhiều tính năng nên là các bạn cũng sẽ cần thời gian làm quen. Đây là chiếc nồi chúng ta. Cái này có màu nâu các bạn nhé. Về đặc điểm thì nó cũng giống như các nồi cơm khác thôi. Đây là phần thông số về tiết kiệm điện này. Còn mặt dưới sẽ thấy mã và công suất. Dung tích là 1,5 lít. Phù hợp từ 3 đến 5 người ăn đấy. Còn phần đế bằng nhựa này. Phần nắp trên thì là nút cảm ứng. Bấm nút này ta sẽ thấy bên trong. Đây là lòng nồi. Chúng ta sẽ có một cái vỉ hấp đi kèm, đây là các muôi để múc cơm. Dây cắm điện. Cái phần hấp này thì các bạn có thể dùng để hấp xôi, bánh. Còn khá là tiện. Còn đây là cái muôi múc gạo để đo lượng gạo và đóng nước cho phù hợp. Đây là lòng nồi. Bên trong này các bạn thấy không thấy mai so vì nó là nồi cao tần, giống như bếp từ đấy. Phần trên này là cái nắp chúng ta có thể tháo ra để vệ sinh được. Có quay sách này. Trên mặt nồi có những cái nút để chúng ta điều chỉnh nấu cơm. Đây là cái nút nấu cơm nhanh. Còn đây là nút nấu cháo. Và đây là nút nấu cơm dẻo. Một nấu nào chỉ việc chọn thôi. Tức là chúng ta sẽ đong gạo đong nước này. Sau đó bấm này. Đây là nấu cơm nhanh này. Thì nó sẽ tự động nấu. Các bạn có thể bấm start để bắt đầu. Hoặc là nó sẽ tự động bắt đầu luôn này. Đấy. Đây là nấu cơm nhanh. Tương tự vậy các cái chức năng nấu cháo và nấu gạo cơm dẻo cũng sẽ là bấm như vậy. Còn bấm hủy thì bấm vào nút cancel ở góc bên trái. Bạn có thể bấm vào đây để hủy và chọn chức năng khác. Ví dụ nấu cháo này. Đấy, chúng ta cũng bấm nấu cháo. Nhưng một lúc sau nó sẽ tự động khởi động nấu cháo. Đây là khởi động nấu cháo rồi này. Thì những cái nút này để điều chỉnh thủ công thôi. Còn đây nút nhanh thì không tác dụng gì cả. Và tương tự vậy là nấu cơm rẻo. Bạn bấm vào đây thì nó sẽ nấu cơm rẻo của chúng ta. Các bạn để một lúc thì nó cũng bắt đầu nấu. Đấy, đèn start không nháy nữa nhé. Thế còn để hủy, chúng ta vẫn bấm nút cancel đây. Bấm lần nữa cái cancel thì sẽ là giữ ấm nhé các bạn này. Bấm một chữ warm này. Tức là nó sẽ hâm cơm đấy. Thì khi bấm cái nút này nó sẽ bắt đầu đếm giờ hâm cơm và giữ ấm cơm. Đấy là chức năng cũng hay dùng. Thế còn các chức năng khác thì bấm như nào? Khi bạn bấm cancel, tôi cắm điện vào ấy, thì người ta sẽ nhìn thấy cái nút nó hiện màu sáng. Lúc này thì các bạn sẽ bấm menu để chọn các cái chức năng nấu. Đây nó sẽ chuyển đèn qua các chức năng nấu này. Thì cái này các bạn có thể tìm hiểu trong sách hướng dẫn sử dụng từ mục 1. Vì nó có quá nhiều tính năng. Thì chúng ta sẽ từ tìm hiểu những cái tính năng cơ bản hay dùng thôi. Để có thể làm bánh và hâm lại thức ăn này. Lần lượt từ trái qua phải chúng ta sẽ có elastic là nấu gạo dẻo. Còn fill là nấu ít gạo. Còn quick là nấu nhanh. Brisket là cháo loãng. Còn congee là nấu cháo, steam là hấp, còn clay pot là nấu cơm niêu, soup là nấu soup, còn kết là làm bánh, còn reheat là hâm nóng lại thức ăn. Tại mục nấu cơm, ví dụ nấu gạo dẻo hoặc là nấu ít ấy, thì các bạn sẽ có thể chọn được cái kiểu gạo. Ví dụ này Japanese là gạo Nhật này, fragrant là gạo thơm, common là gạo thông thường và brown là gạo lứt. Thì các bạn sẽ có thể chọn cái loại gạo phù hợp bằng cái bấm nút này. Còn bên này là chọn cái hương vị. Chúng ta sẽ có loại thường này, soft là mềm, hard là cứng, còn crispy thì là giòn. Và sau đó bấm start để nấu thôi. Đấy, còn đây là hủy này. Đấy, các bạn chọn menu. Thì mỗi menu nó sẽ có tùy chọn riêng. Thì cái nấu cháo này các bạn có thể chọn được thời gian. Còn nấu cơm thì chọn được cái loại gạo và chọn được hương vị kiểu nấu đấy. Đấy, về đây nấu cháo thì con có thể chọn được là thời gian nấu như thế nào. Bạn bấm này. Lúc này thì chúng ta sẽ điều chỉnh được cái thời gian nấu, tăng giảm và bấm start để nấu. Thì đây là thiết lập cái timer là thời gian nấu. Thì ngoài ra chúng ta có thể hẹn giờ được. Thì các bạn cũng sẽ chọn chức năng nấu như bình thường. Sau đó bấm preset. Lúc này thì các bạn sẽ chọn cái thời gian mà hẹn giờ. Này, giờ và phút đấy. Ví dụ như là 4 giờ thì là nó sẽ hẹn giờ 4 giờ sau nó sẽ
nấu và chọn cái chức năng nấu như thường. Rồi sau đó thì bấm nút Start để gì ạ? Để bắt đầu nấu. Thì đây là chức năng nấu hẹn giờ. Còn timer là thiết lập cái thời gian nấu nhé. Còn hẹn giờ là hẹn giờ nấu chín ấy. Thì nó khác hẳn nhau, các bạn để đi cái đấy. Còn thông thường thì các bạn cứ bấm nút nấu nhanh hoặc là nấu cơm như bình thường thôi. Đấy. Đấy, nấu súp các bạn có thể chọn chỉnh thời gian này. Bấm nút timer để chọn cái thời gian nấu. Ngoài ra thì các bạn có thể vừa chỉnh thời gian và vừa hẹn giờ được. Đấy, các bạn bấm nút preset hoặc là timer. Chỉ cần phân biệt là preset là hẹn giờ nấu, còn timer là nấu trong bao lâu, kiểu như thế. Thì cách sử dụng cũng khá là đơn giản nếu mà chúng ta tìm hiểu. Thì nếu mà các bạn quan tâm tới cái nồi cơm điện cao tần của Lock & Lock có mã là EJR546, các bạn có thể truy cập trong web gia dụng nhà Việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.